Xin chào các bạn nhé, mình là Lê Văn Lộc và đây là một cái video đầu tiên mà Lộc làm một cái dự án này, đó là sẽ cùng các bạn học Kinh Thánh và cũng như là học tiếng Anh bằng Kinh Thánh luôn. Tức là ta sẽ có hai mục đích cho cái chương trình này, cho loạt video này, đó là học Kinh Thánh và học tiếng Anh bằng Kinh Thánh luôn. Ở đây thì sẽ có một cái bản dịch, ở đây là bản dịch Kinh Thánh hiện đại các bạn nhé, Kinh Thánh hiện đại của tiếng Việt chúng ta. Và thì chúng ta sẽ có hai bản tiếng Việt và tiếng Anh, thì chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh và học tiếng Anh luôn nhé các bạn nhé. Ta sẽ học Kinh Thánh và học tiếng Anh cùng lúc luôn. Mình thì đã có cái dự án ấy, làm cái chương trình này nó lâu rồi, thì mình giờ mình tạm tạm định hình được rồi, nhưng ước mong là nếu có cái gì mà nó chưa hiệu quả thì các bạn giúp đỡ nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái phần nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái trang web này để chúng ta làm một cái từ điển để hỗ trợ ta học tiếng Anh nhé, học tiếng Anh. Rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Đó là chương 1 và sách đầu tiên đó chính là sách Sáng Thế Ký nhé. Chúng ta sẽ cố gắng học đến Khải Huyền các bạn nhé. Thì tùy theo độ dài của video và nội dung của đoạn Kinh Thánh thì mình sẽ làm các video dài ngắn khác nhau và các bài học khác nhau, vừa mang tính chất ý nghĩa về lời Chúa và mang tính chất về 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 tiếng Anh. Và cái điều đặc biệt là các bạn giúp cho mình nhé, đó là cái phần này là yêu cầu các bạn là có một chút tiếng Anh rồi nhé. Đừng đừng một người nào đó mà chưa biết gì về tiếng Anh hay là biết quá ít về tiếng Anh thì đừng đừng học nhé. Học thì nó sẽ rất là khó. Sẽ học cái này tức là phải có một lượng nhất định rồi, ít ra phải thì để mình không phải tra lại tất cả các từ mới bạn ạ. Vì những cái từ phổ thông và những từ đơn giản, những cái từ basic thì mình sẽ chỉ nhắc qua thôi, chứ mình không có đi tra cứu những cái từ đó nữa và giải thích những từ đó nữa. Rồi, Sáng Thế Ký chương 1 thì Sáng Thế Ký chúng ta sẽ có là Genesis. Đây ta sẽ đưa vào đây. À, chúng ta sẽ học từ này trước đi. Từ này không còn lục tra đây. Từ này là Bezalel. Từ này là sự song song nhá, song song thì mình đấm vào đây này, từ parallel này là x parallel most, tức là thoát khỏi chế độ song song. Song song là hai bản như thế này. Rồi chúng ta sẽ đến với cái từ đầu tiên là từ Genesis. Genesis đúng không? Là Sáng Thế Ký. Genesis. Ở đây là nói về sự khởi nguyên nhé. Genesis. Genesis nói về sự khởi nguyên. Đây là viết cái Genesis. tiếng này. Genesis. Book of Genesis. Đây là It is the first book of Old Testament. Họ viết rõ đây. It is the first là sách đầu tiên của Old Testament, là cựu ước. Tale of creation. Tale of creation Adam and Eve. Tức là nói về sự sáng tạo Adam Eva and the fall of man, và sự sa ngã của loài người. Rồi là Cain and Abel đúng không? Loa and the flow là con tàu Loa. Con tàu và ông Noah. Rồi là God and Covenant with Abraham đúng không? Abraham. Chúa kêu gọi đặc biệt Abraham. Abraham and Isaac, Jacob and Esau. Đấy, tức là ngay từ điển này họ đã dịch cái từ Genesis rồi. Genesis. Genesis là đã nào mang tính chất về khởi nguyên đúng không? Rồi, thế buổi sau tại sẽ không học lại từ Genesis này nữa nhé. Rồi, ở đây là tiêu đề của chúng ta. Tiêu đề này thì các trước giả có thể là họ không viết, mà những người sử dụng Kinh Thánh sau này đặt cho cái tiêu đề này để cho người đọc về sau cảm thấy dễ hiểu hơn, thì mình nghĩ là các trước giả ngày xưa là không viết cái này. Thì ở bên này viết là công cuộc sáng tạo hay là sự sáng tạo, thì bên này là the beginning. Beginning ta biết là sự bắt đầu đúng không? Rồi, the beginning ở đây ta sẽ biết là sự bắt đầu của mọi sự, là sự sáng tạo. Thì trong này là in the beginning thì ở đây là ban đầu đúng không? In the beginning God created the heaven and the earth. À, Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Create đi đi nhá, và the heaven and the earth. Rồi sẽ nghe nhé. The Book of Genesis, Chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Đó. Now the earth was formless. Rồi. Now earth was formless. Đó, họ đọc cái này đúng không? Now the earth was formless. Tức là gì? Tức là now là ta nhìn đây, lúc ấy. Now chúng ta biết là lúc này hay là ngay bây giờ đúng không? Nhưng mà ở đây sẽ gì nhỉ? Lúc ấy, bởi vì nó đang nằm quá khứ đúng không? Now là lúc ấy, and now the earth
là trái đất was formless. Form nó ta biết là hình dạng cấu trúc, formless là không hề có hình dạng cấu trúc gì cả. Đó, form là cấu trúc và formless là không có hình dạng cấu trúc gì cả, nó chỉ một cái khối hỗn độn không có hình dạng rõ rệt. À, tiếng Việt ta như vậy. And empty, empty là trống không nhé. Trong bản dịch cũ sẽ dịch là trống không và không có hình dạng. Darkness là tối đen, bóng tối bao trùm mặt vực. Darkness was over on surface. Surface là bề mặt, bề mặt. Surface, face là mặt và surface là cái gì nằm trên bề mặt thì gọi là surface. Bóng tối che mặt vực, ta có cái diff, the diff là vực nhé, diff là vực và the là mạo từ cho diff. And the spirit of God were hovering over the water. Mình tra cái từ hovering các bạn nhé. Hovering. Hovering là sự bay lượn. Bay lượn là lần và đúng rồi. Đúng rồi. Đây là spirit of God were hovering là bay lượn over over the water, bay lượn trên mặt nước. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là đã có nước rồi nhá. Trong cái hai câu đầu tiên ta sẽ thấy là lúc ấy là đã có nước rồi, đã có nước rồi và có bóng tối rồi, đúng không? Chỉ là không có hình dạng và chưa có sự sáng xuất hiện trên trái đất. Đó. Nhưng mà đã có thần của Đức Chúa Trời là bay trên mặt nước, tức là đã có nước rồi. Tiếp theo Đức Chúa Trời phán này, and God said, said là quá khứ đúng không? And God said, chúng ta có đơn giản thế này. Rồi chúng ta sẽ thấy là let be the light. Ở đây chúng ta sẽ biết này, từ let, từ let chúng ta thường biết là let's go, let it done hay là let's way, tức là từ let này nó thường dịch là hãy đi, hãy thế này thế kia đúng không? Và từ let này nó mang cái nghĩa là cho phép hay đồng ý cho ai đó hay cho việc gì đó đồng ý. Từ let này, let's go là hãy đi đi, tôi cho phép anh đi, let's go, let you go là để cho bạn đi, là cho phép bạn đi, hay là let me go hay là để cho tôi đi, xin để cho tôi đi thì là let me go đúng không? Thì là let there be a light, there ta là chủ ngữ giả, là there là nói về sự tồn tại cái gì đó, be ở đây không không phải là am is are hay là was là cái gì cả, mà là let there be a light. Bởi vì sao lại thế ta dùng từ be này? Bởi vì là trong cái lúc này là Chúa phán ấy, trong khoảng này nó không có thời gian, lúc này thế giới ta chưa có thời gian mà ta chỉ biết nó trong quá khứ thôi, nhưng mà là let there was a light thì nó không đúng về cái mặt ngữ pháp, mà đây là let there be a light là nói về cái tính chất của sự tồn tại, thì ta sẽ cùng là let there be a light, let there be light tức là tồn tại sự sáng. Rồi ở đây là Chúa cho phép có sự sáng thì là có sự sáng, và bản dịch là phải có ánh sáng. Thực ra thì Chúa chính là ánh sáng, và thực ra Chúa không có tạo ra ánh sáng lúc này, mà Chúa chỉ nói là phải có ánh sáng, tức là gì? Tức là ánh sáng phải xuất hiện ở trên mặt đất, ở trên mặt đất. Và thực ra thì Chúa là ánh sáng rồi, và Chúa lúc này Chúa mang ánh sáng, cho phép ánh sáng chiếu trên mặt đất. Thì đây là từ let mang nghĩa như vậy, let là cho phép, chứ không phải là Chúa created ánh sáng nhé, created night. Chúa không created night mà Chúa chính là ánh sáng rồi, và Chúa cho phép là trái đất có ánh sáng. Và thực ra thì ở đây chúng ta sẽ thường hiểu là Chúa đang tạo ra một mặt trời, Chúa là từng tạo ra mặt trời, nhưng không phải, nhưng dường như là không phải. Đấy. Chúng ta sẽ đọc các phần đoạn dưới xem có phải như vậy nhé. Rồi and there was light, và cuối cùng là có ánh sáng, thì chúng ta sẽ viết là was. Lúc này bắt đầu có sự xác định, có sự xác định là về thời gian rồi, thì chúng ta sẽ dùng was là trong quá khứ. Còn lúc này là chưa sáng tạo đúng không, thì là Chúa chỉ phán như vậy thôi, nó vô định mà. Rồi tiếp theo ta sẽ có là Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp nên Ngài phân biệt ánh sáng với bóng tối, tức là bóng tối vốn dĩ đã có, nó Chúa không phải mang bóng tối đến với trái đất mà Chúa chỉ mang ánh sáng đến thôi. Rồi sau đó là Chúa phán này, rồi Chúa saw Chúa thấy that's the life, Chúa thấy rằng ánh sáng was good là tốt đẹp, and he đây chúng ta sẽ học từ này separated tức là làm tách rời, làm tách biệt đúng không? Ở đây ta dịch là phân biệt đúng không? An empty darkness was over the surface of the deep, and the spirit of God was hovering over the waters. And God said, let there be light. And there was light. And there was light. God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. Separated. Separated the light from the darkness. Ở đây là
tôi dùng dưới từ form là cách biệt khoảng cách tạo, tức là khoảng cách giữa bóng tối ánh sáng là form, tức là hai cái nào đang trộn lẫn với nhau. Chúng ta sẽ không thể hiểu được là ánh sáng và bóng tối mà trộn lẫn với nhau thì nó là như thế nào. Ta không thể hiểu điều này, nhưng mà Chúa đã phân tách nó ra. Nó là như vậy. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp nên Ngài phân biệt ánh sáng với bóng tối. Separated. Separated, phân biệt đúng không? Separated the light from the darkness. Đó. Rồi tiếp theo ta sẽ có câu số 5. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là ngày và gọi ánh sáng là ngày, tối là đêm. Đó là buổi tối và buổi sáng ngày thứ nhất. Ta sẽ có này. God called the light là day, đúng không? God called the light day. And the darkness he calls night. Ở đây nè, thấy là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ được dùng ngôi he, không được dùng ngôi her. Tức là Đức Chúa Trời ta như được được định danh là một Đức Chúa Trời có giới tính là nam, nhưng mà thực ra không phải. Ở đây nó mang tính chất là Chúa, là Ngài. Từ he này khi mà chúng ta dịch, chúng ta sẽ dịch là Ngài. Bởi vì lý do vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ không không dịch Chúa là ông hay là có giới tính nam, mà ta sẽ dịch Ngài là Ngài hoặc là Đấng. Vì là thần linh là chúng ta sẽ không xác định giới tính ở đây. Và chúng ta cứ coi như là cũng có thể coi như là Chúa là giới tính nam đi. Vì Chúa tạo Adam trước, tạo Eva sau, và Chúa tạo Adam theo hình ảnh Ngài mà, theo bản thể Ngài. Thế nhưng mà thực ra thì chúng ta không không nên xét về cái mặt giới tính của Chúa nhé. Rồi. God called the light, called the light days and the darkness he called light. Darkness là night. Chúng ta sẽ có từ night này là ánh sáng và light này là bóng đêm nhé. And there was evening and there was morning the first day. Vậy là đã có một ngày. Đã có một ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên Chúa làm một việc duy nhất, đó là tạo ra ánh sáng và phân cách ánh sáng với bóng tối. Chúng ta nhớ là Chúa không cần tạo bóng tối mà bóng tối tồn tại trước. Chúa không cần tạo mặt nước mà mặt nước cũng đã có thần của Chúa chỉ vận hành trên mặt nước. Và Chúa chỉ tạo ánh sáng và lúc này ánh sáng bị trộn lẫn với bóng tối và Chúa phân tách chúng ra. Đó, nên cái đó là cái năm câu đầu tiên nhé. Chúng ta sẽ nghe Kinh Thánh đọc. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Ok, chúng ta sẽ có là God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. Ok nhá. Rồi chúng ta sẽ có câu 6 đi. Câu 6 ở bên đoạn này, bản 2 và 2 bản này đang bị lệch nhau về chiều cao. Rồi ta sẽ cố gắng nhìn đi. Đức Chúa Trời lại phán này, phải có khoảng không để phân cách nước với nước. Và chúng ta sẽ thấy là sẽ có một cái điều mà ta sẽ khó hiểu nữa, đó là nước với nước không được phân cách thì nó sẽ là như thế nào. Chúng ta đọc luôn câu 7 này. Vì thế Đức Chúa Trời tạo ra khoảng không để phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không. Đức Chúa Trời gọi khoảng không là trời. Đó. Nhất thì chúng ta sẽ đọc đến đây đã. Chúng ta thấy là Đức Chúa Trời tạo ra khoảng không để phân cách nước dưới khoảng không và nước trên khoảng không, tức là sẽ thấy là nước ở đại dương ở biển sẽ là nước dưới khoảng không, và khi chúng ta sẽ nhìn lên bầu trời chúng ta sẽ nhìn thấy là mây, chính là mây mây và các vực trên trời thì gọi là nước trên khoảng không các bạn nhé. Thì khi mà nó trộn lẫn như thế nào thì chúng ta không thể hiểu được, cũng giống như bóng tối trộn lẫn bóng đêm nó như thế nào chúng ta cũng không thể hiểu được, giới hạn chúng ta không thể hiểu được. And God said, let there be a vault. Let there be a vault between the water to separate. Ở đây chúng ta sẽ separate. Separate. Chúng ta sẽ đọc từ này thay đổi. Từ này sẽ là separate. Separate là to separate. Ở đây là Chúa cũng là phân tách, và đây là to, nên là to verb nhé. Ở đây có từ vault. Vault. Vault là vòm. Vòm, mái vòm. Vòm hầm ở chân nhà. Thì là there be a vault between the water to separate, đúng không? Separate to separate water from water, tức là phải có một cái vòm giữa nước phân cách với nước. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. Đấy. Là ta đọc ta sẽ thấy rất là dễ hiểu. Rồi chúng ta sẽ thấy là cái câu này là water from water là nước tách ra với nước.
Look like from the water cũng giống như là light from the darkness đúng không? Light from the darkness tức là light được lấy ra khỏi bóng tối. Cũng giống như vậy, đây là nước được lấy ra khỏi nước, water from the water. Thế là nó lặp lại cái giới từ này thôi, đúng không? Và Chúa tạo ra cái loài mà so God made a vault and separated the water under the vault from the water above it. Chúa tạo ra một cái vòm. Đây, Chúa tạo ra một cái vòm và phân cách nước ở dưới cái vòm và nước ở trên nó. Đó. Phân cách nước under vòm, under vault, under vault, ở dưới vòm, from the water above it. Đó. And it was so. And it was so là và nó là như thế. Và nó được tạo ra như vậy. Đó. Và đó là buổi tối và buổi sáng ngày thứ hai. Rồi. À, câu 8 này, ta sẽ thấy nào. God called the vault sky. À, Chúa tạo ra bầu trời. Tạo ra cái vòm, cái vault. Cái vault này gọi là sky. Vault. Đó. And there was evening. And there was evening. Và đó là buổi chiều. And there was morning. Và cũng là buổi sáng ngày thứ nhất. Tức là kết thúc làm việc trong một ngày. Rồi, đó là buổi tối và buổi sáng ngày thứ hai. Rồi. Từ buổi tối đến buổi sáng, Chúa làm một cái việc gì đây? Chúa làm một cái việc đó là Chúa tạo ra một cái khoảng không để phân tách nước với nước trên khoảng không và nước dưới khoảng không. Thế rồi, Chúa chỉ làm như vậy thôi. Ngày thứ nhất là Chúa tạo ra ánh sáng và phân tách ánh sáng cùng bóng tối, đúng không? Ngày thứ hai thì là Chúa tạo ra một cái khoảng không và Chúa phân tách nước trên khoảng không với nước dưới khoảng không. Đó. Và Chúa gọi cái vòm đó là sky, đúng không? Cái vòm là vault và bầu trời. Và khi được tạo xong thì Chúa gọi cái vòm đó là sky, cái vault là sky. Rồi, cái đến là Đức Chúa Trời sẽ tạo ra ngày thứ ba nhé. Ta xem ngày sáng tạo thứ ba. Cái đến Đức Chúa Trời sẽ làm gì trong ngày thứ ba? À, câu 9 này. Cái đến Đức Chúa Trời phán nước ở dưới trời phải tụ lại và đất khô phải xuất hiện liền. Có như thế, Đức Chúa Trời gọi chỗ khô là đất và chỗ nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều nó tốt đấy, tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán đất phải sinh thảo mộc có kết hoạt theo loại và cây quả có hạt tùy theo loại. Liền có như thế, đất sinh sản thảo mộc có kết hạt tùy theo loại và cây cỏ có hạt tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy vậy là tốt đẹp. Đó là buổi tối và buổi sáng ngày thứ ba. Rồi, cách hành này Chúa làm hơi bị nhiều việc nhưng mà thực ra thì nó cũng chỉ là một việc thôi. Rồi ta sẽ nghe tiếng Anh một chút nhá. Between the waters to separate water from water. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. And it was so. God called the vault sky. And there was evening and there was morning, the second day. And God said, Let the water under the sky be gathered to one place and let dry ground appear. And it was so. God called the dry ground land, and the gathered waters he called seas. And God saw that it was good. Then God said, Let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. And there was evening and there was morning the third day. Rồi, ok nhá, chúng ta sẽ thấy này, đoạn hơi dài và chúng ta sẽ cần tập trung một chút để nghỉ nhá. Thì điều này nó sẽ thấy là And God says và Chúa nói, ở đây chúng ta dịch là kế đến, Đức Chúa Trời phán, đúng không? Câu Chúa phán này. Let the water under the sky, tức là under the vault mà Chúa vừa tạo đây, cái vòm ấy, dưới cái vòm ấy, à, dưới bầu trời. Be gather, gather là tụ họp nhá. Từ gather nó thường là đám đông tụ họp lại với nhau, đó. Thế mà đây chúng ta dùng cho cả tính chất của sự việc tụ họp với nhau. Đây, sẽ có từ gather. Đấy, tụ họp này. Đấy, chúng ta thường nghĩ là hội họp là con người nhưng mà đây chúng ta dùng cho mọi vật luôn, đúng không? Ta dùng cho cả tính chất của sự vật và tụ họp lại one to one place. Tức là nó tụ họp tại một điểm thôi, đúng không? To one place. And let the dry ground appear. À, và net, net là chúng ta lại thấy cái từ này. Đấy, từ n là và, từ net ở đây sẽ là phải. À, net là và phải, đúng không? Và cho phép đất khô xuất hiện, appear là xuất hiện, đúng không? Chúa cho phép appear xuất hiện. Đây câu 9 này.
và đất khô phải xuất hiện. Ở đây sẽ dịch từ phải, từ less, đó, less mang tính chất là chỗ cho phép, chỗ cho phép và phải, nó phải xuất hiện. And it will show, and it will show, và câu này chúng ta lặp lại đúng không, và nó đã xảy ra như vậy. Go the dry ground net, hoặc go the dry ground, Chúa gọi cái đất khô, đó. Dry là khô, hoặc là đất, là nền là đất, đúng không? And the gather water he could see. And the gather water he could see. Chúa gọi cái đất khô là land rồi, là đất rồi. Thì Chúa gọi and the gather water, tức là đất mà tụ lại bên dưới đấy, thì Chúa gọi là biển. Và Chúa thấy chúng là tốt lành. And God saw that it was good. Câu 9, từ câu 9 xuống là Chúa là Chúa gọi thôi, Chúa chưa tạo ra cái gì cả, đúng không? Trong cái câu 9 này, tức là ngày thứ 3 thì Chúa chỉ đặt tên thôi, Chúa chưa tạo cái gì cả. Thì bây giờ câu 11 Chúa bắt đầu tạo này. Chúa and God says, let the land produce vegetation, seed bearing plants, and tree on the land that bear fruit with seed in it. Ở đây sẽ có từ này, produce vegetation. Chúng ta nói vegetable là rau quả đúng không? Vegetation. Vegetation. Đó sẽ có từ vegetation là sự sinh trưởng của thực vật. Tức là Chúa tạo ra sự sinh trưởng thực vật. Đất phải sản xuất ra sự sinh trưởng của thực vật, nên là gọi là vegetation. Thì tiếng Việt ta dịch là gì nhỉ? Tiếng Việt ta là đất phải sinh thảo mộc. Đấy, đúng không? Đất phải sinh thảo mộc, ở đây là vegetation, là sự sinh trưởng của thực vật. Chúa tạo ra sự sinh trưởng thực vật trong đất nhé. Rồi, đầu tiên đây, ta sẽ thấy đây, mang hạt, đúng không? Seed bearing. Seed bearing là mang hạt, tức là cây kết hạt. Plant. Seed bearing plant, cây mang hạt. And cheese on the land, ở đây ta dịch là loại thực vật kết hạt, đúng không? Rồi, cây kết hạt tùy theo loại. Và cây, và cây, các loại cây khác trên mặt đất, tức là các loại thực vật và các loại cây kết hạt trên mặt đất. Plant and the cheese on the land, trên mặt đất. Rats bear fruit. Rồi, từ bear, bear là mang, nó dịch là mang được, và mang quả và kết quả. Ở đây chúng ta không dịch là mang quả được, mà ta dịch là kết quả nhé. Nó là dịch là mang, nhưng ta dịch là kết quả. Bear fruit là kết quả, đẻ quả, sinh quả. Và hạt giống, từ seed là hạt giống, ta sẽ có này, hạt giống nhá, ta sẽ thấy này, tức là sẽ sinh ra quả và có hạt giống ở trong nó. Đấy, Chúa tạo là như vậy. Chúa tạo ra loài cây kết hạt, thực vật hoặc là cây kết hạt này trên mặt đất, và chúng kết quả và có hạt bên trong chúng. Đúng chưa? Đây là câu này dịch như vậy. Bear là mang, ta dịch là kết quả. Seed là hạt. Đấy, trong chúng ta sẽ có, không phải mạng yếu hay nào cái sao mà trang này rất là chậm nhé. According là đồng ý, tán đồng. According to ở đây là various, khác nhau, nhiều thứ, loại. Kinds. Kind là loại, tức là tùy theo loại ở đây đấy, chính là như vậy. Various là khác nhau, tức là các loại khác nhau. Ở đây là theo các loại khác nhau của chúng, thì đây là according là theo. Trong trường hợp này nó lại dịch là đồng ý, thì rất là khó hiểu. According ở đây là tán đồng, đồng ý, nhưng mà đây sẽ dịch là theo, theo các loại chúng như vậy, và chúng đã có như vậy, đúng không? Thì đấy là Chúa đã tạo ra các loài cây, Chúa đã tạo ra đất có sự sống cho cây, và cây phải kết hạt tùy theo loại của chúng, đúng không? Tùy theo loại có hạt trong quả. Đó là cái ngày thứ ba. Và cuối cùng là Chúa phán ra câu 12 là the land produce vegetation, đất phải sản xuất ra thực phẩm này. Plants bearing seeds according the kind to their kinds, and the tree bearing fruit with seeds in it according to their kinds, and God saw that was good. Tức là gì? Đất này sản xuất, the land produce, đất sản xuất vegetation, ra sự sống của thực vật, là thực vật bearing seeds, là thực vật mang hạt. Đấy,
và theo các loại của chúng, và according là theo nhé, theo các loại của chúng. And cheese bearing fruits, và cây thì sản xuất, cây thì kết quả, tức là mang quả. With seeds, trong đó cũng có hạt, trong đó nó có hạt NS, seeds NS. According, theo, according là theo, to their kind, theo các loại của chúng. And God saw that it was good, và Chúa thấy chúng là tốt lành. Và câu cuối cùng kết thúc ngày thứ ba là and there was evening, and there was morning, the third day, và có buổi chiều và buổi sáng, đấy là ngày thứ ba. Rồi chúng ta sẽ học những câu 13 và dừng ở cái video đầu tiên này. Rồi chúng ta có thể luyện đọc lại một lần nhé, bằng cách là chúng ta sẽ làm như thế này này, sẽ làm như thế này. The book of Genesis. The book of Genesis. Đúng không? The book of The book of Genesis. Chapter 1. Chapter 1. Rồi, đấy ta luyện như vậy nhé. In the beginning God created the heavens and the earth. In the beginning God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Now the earth was formless and empty. Đó, các bạn luyện theo mình. Darkness was over the surface of the deep. Darkness was over, nội âm, was over the surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. And the Spirit of God was hovering over the water. Và thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước, hovering là lan vàng. And God said, and God said, let there be light. Let there be light. And there was light. And there was night. Và có sự sáng. God saw that the light was good. God saw that the light. God saw that the light was good. And he separated the light from the darkness. And he separated the light from the darkness. God called the light day. God called the light day. And the darkness he called night. And the darkness he called the night. And there was evening, and there was and there was evening, morning, the first day. And there was morning, the first day. Đó là buổi chiều và buổi sáng ngày thứ nhất, đúng không? Buổi chiều và buổi mai ngày thứ nhất. And God said, and God said, let there be a vault between the waters to separate water from water. Let be a vault between the water to separate water from water. Câu này ta sẽ cảm thấy cái từ vault và từ between rồi từ separate rồi từ water đọc lại 4 lần, chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó đọc nhưng thực ra cũng dễ đọc thôi. Là let there be a vault. Let there be a vault, ngừng ở đây nhé. Let there be a vault between the water to separate water from water. Ta sẽ ngừng ở từ vault between the water, ngừng lại này. To separate water from water, và ngừng tiếp. Đó, dễ không? Rất dễ mà. À, câu 7 nào. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. Rồi. So God made the vault and separated the water under the vault from the water above it. Tôi sẽ nối âm above it nhé. Nó sẽ ngừng này. So God made the vault. Ngừng lại. And separated the water under the vault, ngừng lại, from the water above it. Chúng ta đọc chúng ta phải cố gắng như dịch nghĩa nó trong não luôn nhé. Tiếp theo. And it was so. And it was so. And it was so. Và đã có như vậy. God called the vault sky. Ok. God called the vault sky. Và Chúa gọi là, gọi cái vault, gọi cái vòm ấy, là sky, là bầu trời. And there was evening, and there was morning, the second day. Okay. And there was evening, and there was morning, the second day. And was evening, and William was evening. Yeah. And God said, and God said, let the water under the sky be gathered to one place. Let the water under the sky be gathered to one place. And let dry ground appear. And let dry ground appear. Và đất khô phải xuất hiện. And it was so. God called the dry ground land. God called the dry ground land. And the gathered waters he called seas. And God.
but saw that it was good. Rồi. And the greater was he could see. And God saw that it was good. Yeah. Tiếp theo câu 11 nha. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. Ok, ở đây cái người đọc này họ đọc một lúc liền rất là nhanh và rất là nhịp nhàng. Thì chúng ta rất khó đọc câu này, chúng ta vẫn sẽ ngắt nhịp nha. Ta nhìn dấu hai chấm và dấu phẩy, chúng ta sẽ ta nhìn dấu hai chấm này và đến là dấu phẩy này sẽ ngừng lại này. Thế nhỉ? Then the God says, let the land produce vegetation, seed-bearing plant and tree on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. Then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kinds. And it was so. Ta sẽ đọc lại một lần nữa nhé, câu 11 nhé, không thì các bạn lại bỏ mình đi nhanh quá. Then God says, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it according to their various kind, and it also. Đó. Mình nghĩ là nó sẽ cũng không quá khó đâu, bởi vì là cái ý nghĩa của nó thì mình đã chia sẻ với các bạn rồi, đó là let the land produce vegetation, là đất phải sản sinh ra hoa lợi, đúng không? Seed bearing plant and cheese, là các loài cây thực vật phải kết quả on the land, trên mặt đất, that bear fruit with seed in it, và chúng phải đẻ quả hay là mang quả với hạt trong nó. According là từ đó, và theo đó chúng various kind, according to their various kind, tức là và theo đó chúng kết hóa tùy theo loại mình khác nhau, cái khác nhau đúng không? Các loại khác nhau tùy theo loại đó, various kind tùy theo loại một cách khác nhau, đúng không? Various kind từ various là khác nhau, and it also, và nó có như vậy. Rồi câu 12 nhé. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. Đó, the land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. Đó. The land produced vegetation, đất vẫn phải sinh hoa lợi, đúng không? Vẫn phải sinh ra sự sống, và plant là thực vật này, bearing seed là phải mang hạt bên trong nó, từ đó sinh ra các loại của chúng khác nhau, người khác nhau, các loại của chúng khác nhau. According to their kinds, and trees bearing fruit with seed, và cây cũng vậy, cũng phải có quả và seed in it, và hạt bên trong nó with seed in it. According to their kind, và cũng theo các loại của chúng. And God saw that it was good. Rồi ta sẽ đọc tiếp. And God saw that it was good. And there was evening, and there was morning, the third day. Okay, and there was evening, and there was morning, the third day. Okay nhé, ta sẽ dừng ở đây. Và bài này có lẽ là như vậy là đã tương đối áp lực với chúng ta rồi. Chúng ta sẽ học tiếng Anh với những cái đoạn văn ngắn, thì chúng ta sẽ học dùng luôn Kinh Thánh để học luôn. Đó, dùng đoạn văn ngắn học tiếng Anh bằng Kinh Thánh, bằng đoạn văn Kinh Thánh luôn. Chúng ta vừa học được lời Chúa, vừa học được tiếng Anh, vừa hiểu biết về hơn về Chúa. Thì đó là một cái series mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì mình sẽ dừng cái video đây và nó sẽ tiếp theo cho những người khác. Và có thể là cái series này nó sẽ rất là dài. Và nếu như các bạn đã yêu mến Chúa và yêu mến tiếng Anh thì các bạn sẽ làm thôi. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye. Cảm ơn các bạn rất nhiều.